Dạ, Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog sáng nay nha. Thì sáng nay Bùi Hải Vlog ghé mua cơm chay cho thầy và về cúng cho thầy cô chú anh chị ơi. Tiền ra đây nha cô. Trời đấy. Này mệt quá ngủ về hơi trễ. Mai khách giếng cá hồi cơ. Dạ cũng đây đây cô ơi. Hôm qua có chị Hồng Loan con của ông Năm lên đó. Dạ chưa. Dạ con nghe nó 26 hay gì. Thôi con cảm ơn cô nha. Không phải mà cơm cho thầy. Dạ Bùi Hải Vlog đã về tới mộ của thầy hai cô chú anh chị. Thì sáng Bùi Hải Vlog đi chợ mua cơm cho thầy buổi sáng. Anh Ngọc Ngọc không lót mới bên ngoài nè. Chú Hải, ai ăn bông rồi nè? Thu chứ ai ăn. Em la thục gác cà dục. Lại lên, nắm nguyên cái luôn, đi la thùng rác cà. Rồi dẫn cái dù lên cao đi. Khoan nha, để em anh đi lau quả anh lửa đi, em lau cái bàn thờ cái. Ngọc không lấy miếng đó lót bên trong bên kia kìa, không giống như bên đây nè. Ừ nè, la mèo bên đây cao thấp à, dở lại đi xíu nóng phan hả, để để thắp nhang à. Xin à, xin thắp xin nhang à, xin thầy cái đi. Rồi cái mình giờ cái đó luôn. Giờ xác vô luôn. Này à, con xuống con thắp nhang, con xin trước thì con xin thầy cho hai anh em con dời cái bàn của thầy lên miếng đá này để cho sạch sẽ thầy ơi, để lên miếng gạch này luôn để cho sạch sẽ. Để thắp nhang xin thầy chứ lót mà để ở dưới đất nó cũng nhiều khi mưa nó cũng tạt văng lên dơ cái bàn của thầy, bàn thờ ha. Để ông xin thầy à. Thầy ơi hôm nay cho con xin phép dời cái bàn của thầy lên miếng gạch để cho nó sạch sẽ thầy ơi. Chứ để ở dưới đất nước mưa nó văng lên dơ. Con dời hai anh em con dời cái bàn lên miếng đá này để cho sạch sẽ cái bàn của thầy.
Để cái này cái mình dời bỏ luôn. Thôi giờ bây giờ nè, mình giờ mình để cái bàn lên lên miếng gạch này trước đi. Phan hả? Phan cho bạn, để đẩy cái này vô. Bên đây nè. Rồi, để xuống, để lên lên miếng gạch luôn. Ừ. Đó. Để lên miếng gạch vậy đi cho nó sạch sẽ. Đó. Ok đó. Nó cao ráo phải không? Nè, ăn giấy. Phan hả? À? Để mình nè. Rồi hết nước suối hả? Để mua vô tiếp. Phan hả? À? Để mình để gọn vô trong đây đi. Mưa nó cũng không có ướt nữa nè. Lau cái chân bàn luôn cho sạch sẽ luôn. Mèo lau dưới chân luôn nè cho sạch sẽ luôn, lau cho hết đất luôn đó. Rồi sang giấy ướt ra Ngọc nè. Lau đi, bây giờ mưa nó hết văng lên à. Cao ráo sạch sẽ à. Để lên à, miếng gạch luôn ha. Đẹp đã. Hết dầu luôn hả? Đây là con dầu. Để cái bàn lên cho nó cao không? Nè, cái dầu. Cái dầu mình bỏ ngoài được không? Bỏ trong. Thôi bỏ trong luôn cho nó gọn, khi nào mình lấy mình lấy ra. Đấy nha bạn. Cơm uống cơm cho thầy buổi sáng. Chấm nước cho đây hả? Cúng cơm. Để cơm đây là chấm nước. Bữa nay cho đũa gì ba chiếc dữ trời. Trời ơi con trùng. Mà bỏ vô sách là thùng rác này dục mèo. Dơ. Nè cái tay hải sạch đó ấy đi ta đi dầu. Cái thau lên miếng gạch này sạch sẽ không? Ở trưa nay à, mình kiếm thêm một miếng nữa anh Học. Miếng nữa mình lót ngang đây nè. Rồi cái mình để cái thau ở đây à, để à, mình rửa mấy cái chung nước cho thầy cho nó sạch sẽ không có dơ. Con đưa 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 qua miếng giấy mà. Ôi giờ có cái đưa rửa vậy. Mày bỏ đi. Tôi bỏ ba cái là thấy vậy. Này vô bông. Vô bông đi. Có nào nó không? Có mấy cái này vô. Rửa mấy cái bỏ lên. Nào là chưa lên mọi lần. Mình lau cái thau cho sạch, dẹp cái thau vô trong luôn. Khi nào làm cái mình lấy làm cho nó gọn. Nhiều khi mình bài bỏ tùm lum ra hoài qua viên xuống thấy mất công. Để lại luôn đi.
khăn giấy nè, làm xong bỏ vô trong luôn cho gọn luôn. Bỏ đây là Ngọc, để em để cái thau vô ngay giữa đây luôn. Đó, gọn gàng. Đẹp rồi đó. Đẹp không? Gọn gàng ngăn nắp rồi đó. Đấy, trưa nay đi kiếm thêm miếng nữa. Hai miếng nữa là ngon hai. Hai miếng dài. Cái trưa nay mình xuống mình thay nước á, thay nước buổi trưa cho thầy á, mình kiếm thêm hai miếng nữa là vừa luôn á. Ủa bà nha chưa bà? Hai miếng nữa, có một miếng nữa tới đây, hai miếng nữa tới đây, xong mình để cái thau đây mình lau, mình chấm dầu, thay nước, rửa ly mấy cái ly của thầy. Mua cây khác thay cái này quá. Vậy. mua cây mà cấp nhang á, cấp nhang cao á, nó dài hơn á, cái này nữa nó cục quá rồi đụng cái hương tắt. Mèo đàng hoàng lại nha. Cái chiều nay về mua cây khác thay cái này. Cái cây của người ta có cái kéo hải, kéo cũng cao cao thấp á, biết cái đó không? Không. Cái cây gấm nhang 24 hả vợ hả? Giống như canten á, như canten mà kiểu như cái mèo làm gì vậy? Chỗ đó chỗ chơi hay vậy? Cái chiều nay về tối nay về Ngọc mua. Cao lắm, cũng cao thấp. Nó gọn gàng ra nè, không? Đi thắp nhang xung quanh xóm của sư hư thầy buổi sáng. Hai cây mới đúng. Mấy mèo cho chú Hải cây nhang nữa coi mèo. Rồi ok. Thấy cây lên cái sạch sẽ không? Trưa nay mình xuống mình thay nước cho sư á. Thôi kệ, Ngọc để dưới đây để chúng nó tuột xuống vậy à. Bắt đầu mình kiếm thêm hai miếng gạch nữa. Mình lót mé hoài đây nè. Cho nó sạch. Hai miếng ở hoài cho nó sạch nữa. Mưa nó không có đụng nước nữa. Mưa nó không có dăng lên. Quá tuyệt vời luôn, sạch sẽ mát mẻ à. Mèo né la ra mèo. Đó, hai cô chú anh chị thấy không? Sáng Bùi Hải xuống cúng cơm với xin phép thầy linh cái bàn thờ của thầy lên để trên gạch nè cô chú anh chị.
Đó. Bữa hôm qua là con mình Bùi Hải nên Bùi Hải không có linh để lên được, mà cũng chưa có xin phép, cũng chưa không có dám linh nữa cô chú anh chị. Nên sáng xuống Bùi Hải cúng cơm rồi thay nước, và Bùi Hải xin phép thầy xin linh để các bạn trên gạch luôn cho sạch sẽ, mưa nó không có dăng, không có ướt ha cô chú anh chị. Để trưa nay Bùi Hải kiếm thêm hai miếng nữa Bùi Hải lót ở đây đó, cho sạch sẽ luôn. Sáng cũng gọn gàng. Dạ thưa Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Trước khi kết thúc video, Bùi Hải Vlog cũng chúc cho ông bà cô chú anh chị một buổi sáng thật nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát lộc, vạn sự như ý. Và một lần nữa Bùi Hải Vlog xin chào và hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị.